Corona Board Game là sản phẩm khởi nghiệp của hai sinh viên Võ Đức Minh đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Anh Kiệt tại Đại học Cần Thơ. Cụ thể, trò chơi có thể chơi được từ 2 đến 6 người với 54 lá bài mang các thông điệp về phòng chống dịch bệnh. Trong đó có 35 lá bài chứa 5 nhóm thông điệp về phòng chống virus như không chạm mặt, tránh nơi đông người, ăn uống an toàn, mang khẩu trang và rửa tay. Các lá bài còn lại mang thông điệp cảnh báo những hành vi có thể lây bệnh như xem phim tại rạp, uống chung chai hay bắt tay. Trong luật chơi, những lá bài có thể dùng để loại trừ hoặc thu thập lá bài từ người khác nhằm tăng sự tương tác giữa những người chơi. Người chơi có đủ 5 lá bài khác nhau về phòng chống virus sẽ trở thành người chiến thắng. Về những cách phòng chống virus đó thì bọn mình dựa trên các thông tin trên báo đài, thông tin của Bộ Y tế, các lá bài được ép dẻo, chơi bền hơn với lại nó hình ảnh nó đẹp hơn. Corona Board Game là một bộ trò chơi có thể bổ sung kiến thức phòng dịch và giải trí ngay tại nhà với người chơi ở mọi lứa tuổi. Hiện sản phẩm đang được bán với giá 159.000 trên một bộ. Quý khán giả có mua gì ở đâu có thể truy cập vào trang web của nhóm sáng tạo để tìm hiểu thông tin chi tiết.